Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì như thường lệ mình đã nói với các bạn là một tuần mình sẽ up 2 video và tuần này mình phá lệ một tí, đó chính là tuần mình sẽ up 3 video và 2 video nói về giày và một video để nói question and answer, nghĩa là những bạn tổng hợp những câu hỏi mà hai video mình đã làm của tuần này các bạn hỏi và mình tổng hợp lại những câu mà lẻ tẻ, mà giống như là bạn này hỏi cái này, bạn kia hỏi cái kia, thì mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ trả lời trong một cái video này. Còn những bạn nào mà có những câu hỏi chung giống như là anh tên gì, và rất là nhiều bạn hỏi anh tên gì, thì mình sẽ làm một cái video vào tuần sau, mình sẽ up video đó và mình sẽ trả lời và hoặc là hướng dẫn các bạn những cái câu hỏi mà liên quan này. Thì mình nói luôn, những bạn nào mà comment hỏi mình những gì, và các bạn nếu mà các bạn có những câu hỏi nào mà thắc mắc và các bạn muốn shout out, nghĩa là mình không biết gọi là cái gì, nếu mà các bạn muốn các bạn hãy comment Insta hay là Facebook của mình kế bên cái câu hỏi đó, thì mình có thể ví dụ như bạn A hỏi mình anh tên gì, thì mình sẽ trả lời là mình sẽ để cái bạn đó ở đây và mình sẽ trả lời là anh tên Hào, và mọi người có thể nhìn thấy bạn và follow bạn hay là kết bạn để làm quen. Bạn trai chắc là có bồ đấy. Và giờ mình sẽ vô cái video chính luôn. Thì câu hỏi đầu tiên là của bạn Hiếu Nguyễn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, bạn đã hỏi mình là cách buộc Jordan 6. Thì Jordan 6 cũng có hai cách buộc, thì đó chính là một cái như các clip mà bạn đã coi, thì cách buộc không buộc dây, nghĩa là bạn xỏ hết những cái lỗ mà bạn không có buộc dây và để cho nó thả lỏng đi cho nó thoải mái, thì hầu hết là rất là nhiều người họ mang như vậy. Hoặc là các bạn có thể buộc dây bình thường không sao. Và cái thứ ba là Jordan 6 nó một cái lace lock, là bạn có thể không buộc dây nhưng mà bạn không cần xỏ hết vô những cái lỗ, mà bạn thay vì bạn xỏ vô cái lỗ trên cùng thì bạn đừng xỏ, bạn xỏ vào cái lace lock đó và bạn để nó lỏng lỏng ra. Đó cũng là một cái style mang rất là phổ biến cho Jordan 5 và Jordan 6 hoặc là những đôi giày nào mà có lace lock. Rồi còn bạn Thịnh Nguyễn, bạn hỏi là cách buộc Tubular Invader, thì Tubular Invader là gì? Đôi Tubular Invader này là mình nghĩ là sẽ có hai cách buộc là đẹp nhất. Cách thứ nhất thì cũng như mình nói trên cái clip là những bốn cách buộc dây của Jordan 1, thì bạn có thể không buộc dây và bạn để hai cái sợi dây, bạn xỏ hết tất cả những lỗ và bạn để hai cái sợi dây nó. Cái thứ hai là bạn buộc lại và bạn buộc ở bên trong cái lưỡi giày, đừng cho mọi người thấy là buộc dây ở bên ngoài, tại vì đôi này nó giống như đôi Yeezy 750, và nếu mà buộc giày mà để lòi ra ngoài thì theo mình thì mình nghĩ là nó không có đẹp cho lắm. Hoặc là họ có cái strap, bạn có thể buộc giày bên ngoài và bạn để lên, lấy cái strap bạn đè lên và bạn giấu nó đi. Yeah, tại mình chưa có đôi giày nào là Yeezy 750 hay là đôi Tubular Invader này cả, cho nên là theo mình thấy thì cái hai cái style đó thì kiểu như là style mà không buộc dây và cái style mà giấu dây thì là hai cái style đó đẹp hơn. Bạn thứ ba là bạn Sik Tuấn Anh, anh chị em cách buộc dây Russell Wendy hai nha anh. Thì Russell Wendy cách buộc đẹp nhất và rất là nhiều người đang buộc bây giờ đó là buộc xung quanh cổ, giống như là những bạn mang Converse, thì dây của Russell Wendy rất là dài, dài hơn của Converse rất là nhiều. Và buộc mà để cái, nếu mà các bạn buộc mà buộc nó ngắn quá thì không đẹp, hầu hết là buộc để lòng thòng cho nó dài ra thì nhìn đẹp, kiểu như mình lười buộc, kiểu như là buộc sao cho nó dài lòng thòng xuống, để lòng thòng giống như nè, buộc có cục trên này rồi để lòng thòng với cái kia xuống, hầu hết là ai cũng buộc như vậy. Và họ thường Russell Wendy thì hai, ví dụ đây là hai cái đầu dây đi, các bạn xỏ vô lỗ thì các bạn sẽ quấn xung quanh như vậy và bạn buộc nó lại giống như đôi Converse vậy. Thì đó là cách buộc, đó là cách mình hay buộc. Và Russell Wendy là cái lưỡi gài với lại giày nó dính liền với nhau, thì những bạn nào mà nghĩ là mang vừa rồi các bạn tháo dây ra, các bạn cứ mang không sao cả, kéo zip lên mang vô và không cần xỏ dây gì cả, cứ vứt dây ở nhà đi, bạn cứ đi bình thường, tại mình cũng có đi như vậy rồi và nó không lỏng, nó không rộng hay là gì cả. Và câu hỏi cuối cùng đó là bạn của bạn Vinh Đức, bạn hỏi mình là anh ơi anh làm clip về cách check giày real cơ bản đi anh. Thì
review cơ bản. Nếu mà em mua đôi giày của Free Run hay là của Nike bình thường chứ không phải là Jordan nha, thì thứ nhất là em nhìn vào cái tem. Cái tem thì em sẽ thấy được có cái dòng link ở bên trên là hình như là Nike Việt Nam, right? Không biết, nhưng mà trên cái màu đen nó có cái dòng chữ. Thì hầu hết là đôi giày runner nào của Nike Việt Nam hay là cái là hoặc là em mua ở bên nước ngoài thì họ sẽ có cái dòng chữ trên cái miếng màu đen đó. Thì cái thứ nhất em nhìn vào cái chữ E, nếu mà cái đuôi của chữ E nó nhọn thì đôi đó là real, cơ bản ha nha. Còn nếu mà cái chữ E nó mà hình vuông á thì đó là fake. Thì cơ bản là vậy thôi. Và còn có nhiều người họ mua giày fake và họ không có box, thì họ sẽ mua cái box riêng. Box riêng đó thì bán cũng 50.000 ở Việt Nam thôi, mình nghĩ là vậy. Box riêng đó thì họ bỏ vô họ bán cho bạn. Thì cái thứ hai là bạn muốn đoán được đó là fake hay real, thì thường box là nó có một cái mã ở ngay box, và giày nó cũng có cái mã trong bên giày. Thì bạn search Google, bạn ghi cái dòng chữ đó ra, bạn ghi cái dòng chữ trên Google đó thôi, thì nó sẽ hiện lên đôi giày đó là đôi giày gì. Và search ở trên cái box đó nữa, tại vì box với lại giày là hai có hai mã số giống nhau, cho nên là khi mà search thì nếu mà giày mã số của giày search ra đôi này mà box thì nó search ra đôi khác thì fake. Hoặc là cái trường hợp tem, họ có thể lấy tem thiệt họ gắn vào đôi giày giả, thì đó cũng là cái cách mà các bạn kiểm tra cái mã số. Và còn nếu mà nói về mua Jordan mà cách mà cơ bản á, thì tùy Jordan nó có một cái khác nhau. Ví dụ như đôi Jordan 4 thì cái lưỡi của Jordan 4 nó sẽ rất là thấp, nó không có cao giống như là đôi real. Rồi cái đường chỉ mà may ở bên dưới của cái lót giày ở bên trong, các bạn mở ra và xem, tại thì thường fake nó may rất là xấu, may lệch lạc tùm lum, còn real họ may rất là đều, nhìn rất là đều, nhìn rất là đẹp. Yeah, và đó là cơ bản thôi. Còn nếu mà nói về kiểm tra mà pro luôn á, thì cái đó thì mình nhìn thì mình mới biết thôi, chứ giờ mình nghĩ là mình cũng không biết nữa. Và cơ bản thì đó là như vậy. Yeah, và đó là tất cả những gì mà những bạn riêng lẻ hỏi. Còn những bạn, rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi chỉ em cách buộc giày những đôi giày cổ thấp. Yeah, những đôi cổ thấp như Yeezy, Ultra Boost hay là Jordan 4 này nọ. Mình sẽ làm vào video tiếp theo vào tuần sau, và mình sẽ chỉ các bạn ha, cách buộc giày của những đôi giày cổ thấp và đi thế nào là cho nó hợp. Yeah, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và hãy nhớ, nếu lần sau nếu các bạn nào muốn hỏi câu hỏi của mình, hãy để link Facebook hoặc là link Instagram, thì đưa lên mình sẽ shout out cho các bạn, và các bạn có thể follow nhau và làm quen với nhau, và cho cộng đồng Sneakerhead to lớn hơn nữa. Peace. No. I got broads in Atlanta. Just at the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van.